Ta chữa bài 10.21 cho mạch điện 3 pha như hình 10.19. Nguồn 3 pha là không đối xứng, tải 3 pha đối xứng với các số liệu như sau. Này khá là đơn giản rồi. Bài này thực ra thì ta vẽ lại sơ đồ thì ok luôn, đúng không nhỉ? Không cần phải làm quá là nhiều thời gian, chắc là một chút xíu thôi. Vẽ lại sơ đồ nhá, ta vẽ lại sơ đồ này. Mình vẽ cái tải tam giác cho nó về đúng bản chất đi. Hình tam giác cho dễ nhìn. Đây, hình này nó ẩn mất cái bản chất tam giác rồi. Đó, ngồi đây. A B C. Người ta cho UBC, UAC, UBC, UBC và UAC, UAC đây. Đó, UAC. Z đây, đây là ba ông này bằng Z. Đó. Nếu đây điểm A, đây điểm B, điểm C thì đây mình kê là IBC. Rồi đây IC. Rồi đây IAB. Đó, chọn kiểu dòng như vậy. Người ta hỏi rằng là gì nhỉ? Tính dòng trên các tải. Tức là đây là tải rồi, tức là tính gì? IAB, IBC, ICA. Được chưa? Rồi, tóm lại như vậy. Ok. Thế bây giờ là chúng ta bắt đầu tính thế nào đây? Rất là đơn giản thôi. IBC là dễ, IBC là tính dễ nhất, đúng không? Đó. Và ICA tính dễ thứ hai, đúng nhỉ? Cái đơn giản nhất là ta có luôn. IBC. IBC thì bằng UABC chia cho gì? Chia Z. Đấy. Bằng luôn UBC chia ZZ đây, bằng này. Bằng 300 góc 180. Chia cho Z, chia cho 120 cộng Z gì? 90 bằng, bấm máy. 300 góc 180 chia cho 120 cộng với Z 90 bằng, đó, trừ 8 phần 5 cộng với 6 phần 5 Z 6 phần 5 ampere. Rồi. Tiếp tục cái thứ hai. Đó là y gì? ICA. Thì bằng trừ trừ UAC. Chia cho gì? Chia cho Z. Đó, trừ UAC chia Z. Và bằng trừ 400 góc là góc 90 chia cho 120 cộng Z 90. Rồi. Ok. Bấm máy. Đây. Góc là góc 90. Đây, 400 đúng không? Có dấu trừ. Đó. Cái bấm này thì xem là bấm có vấn đề gì không nào? Các bạn bấm vào tay xem là có vấn đề gì không? Bấm chưa? Nó báo sao đây? À, nó báo như này gì? Nó báo là người dùng sử dụng sốt. Đúng không? Đấy. Bởi vì cái dấu bấm âm lên này này thì nó hiểu rằng là module của nó bị âm. Mà máy tính bảo rằng là module âm thì làm sao mà được anh ạ? À, anh phải bấm này giúp em. Rồi, bấm cái này giúp em. Bấm nó bằng. Đó, được chưa? Đó, âm là âm của cả cái UAC này, nhưng bấm như này thì thôi toang luôn. Chứ nhở? Trừ 8 phần 5 trừ 32 phần
15i. Rồi nó tóm lại là như vậy. Rồi. Tiếp tục. Thế bây giờ làm nào tìm được UAB? UAB không có. Thì bây giờ muốn có UAB thì bây giờ ta phải có gì? Chúng ta có này. UAB cộng với UBC cộng UCA là bằng gì? Bằng 0. Từ đấy mình rút ra UAB thì bằng trừ UBC trừ đi UCA. Trừ UCA chính là UAC đúng không? Phải trừ UBC cộng với UAC. Đó, có hết rồi. Và lúc này ta suy ra IAB thì bằng UAB chia cho Z. Rồi, thay số vào bấm máy thôi. À, UAC, mình viết UAC trước. UAC là bằng 400 góc 90 rồi trừ UBC tức là 300 góc gì 180 rồi chia cho. Như thế đây, ở đây chúng ta sẽ có là 120 cộng với G gì 90 3, bấm máy. Rồi, bấm máy đây. Nên ta sẽ sửa thôi, bỏ dấu trừ đi. Cái này bấm trừ thì mình ngon lành, không vấn đề gì cả. Đó, bởi vì nó sẽ hiểu là trừ đây trừ biểu thức. Đó. Còn nếu để một mình thì nó lại bảo mình rốt. Ok, bằng. Đấy. 16/5 cộng với 14/15. 16/5. Đơn vị ampere. Được chưa? Tất cả đơn vị ampere. Ok. Xong chưa? Đủ chưa? Đủ dòng điện thiên tải chưa? Ok. Nha. Bài 10.21. Ta kết thúc đây.